về nhìn về khuôn mặt của tấm hình này á, nó có một cảm xúc trong đó. Nhưng mà nhìn xuống toàn bộ tấm hình á, mình thấy là ủa người cô này nó có vấn đề gì vậy? Vai cô ấy bị ngang à? Theo tôi thấy Hương cần phải chú ý tới cái trọng lượng cơ thể. Cảm ơn Hương. Lần đầu tiên anh gặp bạn Phạm Hương, anh hỏi bạn Phạm Hương có phải là con lai không? Bạn Phạm Hương cứ cười cười, bạn Phạm Hương không trả lời, và từ đó anh không biết. Ưu điểm của bạn Phạm Hương là bạn Phạm Hương có một cái khung xương mặt khá là chuẩn của một model, với một cái cằm trẻ rất là xinh, một cái khung xương ngạnh rất là cá tính, một cái xương mũi khá cao. Nhưng cái khuyết điểm của bạn Phạm Hương bị cái bồng hay cái quần mặt này. Hương có nhiều tố chất của một cái người mẫu, anh muốn Hương phát huy thêm một cái đặc biệt của mình. Tấm hình của bạn trong buổi chụp hình hôm trước là một trong những tấm hình mà tôi cảm thấy yêu thích nhất. Ở trong vẻ mặt của bạn có một cái vẻ gì đó rất là kiêu sa và có một cái sự gợi cảm. Đối với buổi chụp hình của Hương thì là Huy rất là hài lòng. Với em thì đây là một phần thi vô cùng ấn tượng. Ấn tượng ngay từ cái cách trang điểm và cái cách làm tóc đầu tiên. Và trong cái lúc chờ đợi thì rất là hồi hộp khi nhìn cái ngôi nhà này, nó cổ kính quá. Và thực sự thì tôi rất là ấn tượng với cái phần thử thách ngày hôm nay. Tôi thì thấy khi mà Hương bước lên thì tôi thấy cái năng lượng của Hương rất là dồi dào. Nhưng trong cái tấm hình này thì tôi thấy rằng rất là nhợt nhạt. Hương giống như một cô bé đi lạc vào một căn nhà. Bức ảnh không để lại cho tôi một cái gợi nhớ gì trong một cái tấm hình. Tôi chỉ còn trên tay một tấm hình duy nhất. Một bạn sẽ tiếp tục được vào vòng trong của cuộc thi Người Mẫu Việt Nam, Vietnam's Next Top Model. Xin chúc mừng bạn, Phạm Thị Hương. Phạm Hương sở hữu một đôi mắt, mũi và miệng rất là xinh và khuôn mặt hơi góc cạnh của người châu Âu. Vì vậy là cái kiểu tóc mà mình lựa chọn đó là tóc bung dài và mang tính cổ điển. Thực sự là trong suốt quá trình cắt tóc mình không dám mở mắt ra một lần nào á. Em chưa có thời gian tiếp xúc nhiều với hai chú chó, và khi mà dắt đi chỉ có một con đi thôi, còn một con đứng lại à. Và em muốn nó đi lại một lần nữa. Hương biết cái môn thể thao boxing của Thái là Muay Thai không? Làm những động tác giống như vậy Huy á. 2, 3. Cầm cao quá, cầm cao quá. Cứ xuống, cứ xuống. Hơi xuống một tí, mặt cứ xuống em. Phạm Hương là người đầu tiên, có thể là Phạm Hương hơi bị bất ngờ là mình sẽ nhảy lên cái trampoline này. Và nhảy rất là cao, nhảy rất là nhiều và cũng được nhiều rất là sự hướng dẫn của mọi người. Thì những frame đầu tiên của Phạm Hương rất là đẹp, nhưng mà sau đó có thể là vì nhảy nhiều quá nên Hương đã quên mất được cái góc nào đẹp như lúc đầu của mình. Thân hình của bạn nhìn rất là đẹp ở trong tấm hình này. Cái cách mà bạn đá chân ra làm cảm giác như chân bạn rất là dài. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng đây không phải là một gương mặt thú vị, tại vì nó cũng không vui, nó cũng không buồn, nó cũng không thể thao. Trong buổi khách quát, tôi thực sự thích bạn. Bạn trông rất đẹp và tràn đầy sức sống. Nhưng khi nhìn vào tấm hình này, tôi chỉ biết thốt lên rằng nhàm chán. Cảm ơn Hương. Bọn em về phòng và trong vòng 5 phút lựa cho chị một bộ đồ bọn em ưng ý nhất. Rồi, ra đây. Cái đầm của Hương thì rất là xinh, nhưng mà cái đôi giày với cái đầm nó không liên quan gì nhau hết. Cái đầm hoa nó nổi rồi, nhưng mà ít ra cũng phải có một vài cái phụ kiện trên người, vòng tay, vòng cổ, bông tai. Thì nhìn cái bộ đồ mình nó sẽ hoàn hảo hơn khi mà mình đi ra ngoài. Rồi, cảm ơn. Trong vòng 30 phút và giới hạn trong chỉ 8 triệu đồng thì các bạn chọn và kết hợp trang phục sao cho nó phù hợp với dáng vóc của các bạn và đúng theo cái phong cách các bạn mong muốn. Hương, em là người duy nhất ở đây chọn trang phục là đi tiệc, nhưng mà cái cách phối đồ của em chưa có ổn. Đôi giày này nhìn nó rất là rock mà đi trang phục trên thì nó đang chổi nhau. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại chọn một cái đôi giày như thế. Thực sự là không hiểu là Phạm Thị Hương có cái nhận định nào về thời trang không khi mà chọn về những cái bộ đồ đấy. Thank you.
lúc ấy thực sự nó trông nó ấn tượng và em chưa bao giờ có được khi em bước vào ngôi nhà chung này. Có một bạn thí sinh mà có thể để lại cho em một cái ấn tượng à, không thể nào mà quên được, đó là Phạm Thị Hương. Em mới cuồng nhiệt quá, em mới phiêu hết mình luôn. Tôi cảm thấy dường như là mình bị thiếu âm nhạc rất là lâu rồi. Và bây giờ khi mà nghe thấy tiếng âm nhạc thì dường như là có cái gì đó nó phát điên trong người mình. Và kể cả ngay khi mà anh Huy Võ anh cầm tay anh kéo tôi xuống tôi còn ngạc nhiên mà sao phần trình diễn của mình lại nhanh đến thế. Chụp hình đó thì em cũng thực sự đã hài lòng với bản thân mình. Tại vì em đã trở lại đúng con người của em. Sau khi em cắt tóc không còn là một cái gì nó hiền lành nữa. Và em thực sự đang sống với chính em. Tôi rất là mừng vì thấy ra Hương đã cho mọi người nhìn thấy hơn một chút về cái cá tính của mình, về những cái gì mà bạn mong muốn đạt được. Mời Hương nhìn lên trên màn hình. Tôi thấy bạn có một cái tấm hình rất là đẹp, nhưng mà giống như là một diva của nhạc pop chứ không phải là một rockstar. Thấy rằng bạn chưa nắm được cái ý tưởng tốt. Nếu mà là người mẫu chuyên nghiệp mà mình không nắm được ý tưởng thì rất khó chuyển tải được cái thông điệp tới sản phẩm hoặc là cái tấm hình. Em phải lưu ý vấn đề đó. Chào cô chủ nhà xinh đẹp. Hương lúc nào cũng duyên dáng, phải không em? Em chỉ thấy là khi mà tiếp xúc với người khác thì lúc nào em cũng mình thích cười. Đôi khi cười nhiều quá thành vô duyên. Chú ý một điều đó, em nhìn thẳng, dịu dàng nhưng mà cương quyết. Em không? Dạ, dạ. Không vậy nhá. Khi mà tôi bước vào cái căn phòng đó thì thấy phóng viên nhiều quá, đông quá. Và mình chỉ biết là thôi nhẹ nhàng, từ từ bước vào ứng phó đến đâu thì ai đến đấy. Hình như là bạn vừa đi thẩm mỹ viện này à. Mình nghĩ rằng con người một lúc nào đó mình có thể thay đổi, nhưng mà thực sự thì tất cả những gì trên cơ thể vẫn là của mình. Tôi rất là buồn khi mà mình phải là người trong cái cuối cùng. Cái cảm xúc hào hứng mất đi, làm việc chưa hết sức mình. Cái bối cảnh mà đưa ra phải nhìn trực tiếp vào mắt của một người đàn ông, không biết rằng mình có diễn đạt hay không. Cái cảm giác nó như thế chứ mà việc đó. Sao thế? Mắt đừng nhìn xuống, mắt đừng xuống cái cầm thôi. Tôi có nói với Hương về chuyện cần phải thể hiện cá tính của mình. Thì rất tiếc là ngay cả từ cách mà bạn bước, tôi cũng thấy bạn lê chân, chứ bạn không đi một cách thanh lịch. Cách bạn đứng cũng chưa thấy cái sự thanh lịch. Và qua bức ảnh này lại càng không thấy sự thanh lịch đó. Ở đây chúng tôi cần là một sự mới ở Hương. Góc cạnh nhìn của Hương trong một đối hình nó không gì thay đổi. Với cả bạn Hương, chúng tôi nhìn thấy bạn có tố chất của người mẫu. Bạn có chiều cao, bạn có một thân hình rất là đáng mơ ước của rất nhiều cô gái. Tuy nhiên ở bạn chúng tôi chưa nhìn ra một cá tính nào đặc biệt. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều và chúng tôi đã phải đưa đến một quyết định. Xin chúc mừng bạn, Phạm Thị Hương. Chào em. Này, anh cho em mua bàn cánh. Ok. Em tên gì? Em tên là Phạm Hương. Thế em thế nào trong cuộc thi này? Là may mắn thì được vượt qua rất nhiều thí sinh vào trong vòng thi này. Không là may mắn nữa. Vào tới đây thì bằng sức lực của mình thôi. Loại giá nhau rất nhiều cả để mà loại từng người một, không còn may mắn nữa. Bằng khả năng, ok. Em cảm ơn. Ok nhé. Yeah. Got it right? Good. Phải nghe, phải rất là đẹp. Đầu tiên khi mà nhìn thấy con chăn thì em cũng như các chị rất là sợ nó. Nhưng mà mình động viên mình là từ trước đến nay mình chưa biết sợ con gì cả. Đây là người bạn mà đáng nhớ nhất trong cuộc đời của em. Tại sao mấy ngày hôm nay em gọi điện mà không thấy anh trả lời nhỉ? Em gọi cho anh á, gọi lúc nào? Ôi thật chết rồi, anh đã để dung. Chỉ một vài câu nói giải thích đó thì đối với em chưa đủ. Và em cần ở anh một lý do đối với em, và em không chấp nhận điều đó. Cái vấn đề là tình cảm chúng ta đã hết. Em hiểu. Em sẽ không cố gắng để níu giữ anh, không bắt buộc anh phải sống cái cuộc sống của em. Em sẽ trả anh về với cuộc sống hiện tại của anh. Trong thời gian qua em đã cố gắng để thay đổi anh nhưng không được. Em xin lỗi anh. Thử thách hôm nay thì em biết rằng là em không có khả năng diễn xuất. Tại vì là khi ở dưới thì em nghĩ ra một kịch bản, nhưng mà lên cánh gà sau 2 phút đứng chờ em nghĩ ra một kịch bản khác của em và em diễn luôn. Tay phải để đằng sau cái lỗ tai để liên quan dây thì người ta mới thấy được cái bông tai. Tỏa sáng cùng Unique. Phạm
cạnh Hương thì có lợi thế là gương mặt rất đẹp, nhưng cái sự biểu cảm trước ống kính chưa có đạt được sự giao lưu vì ống kính là đại diện cho khán giả ngồi phía bên kia của truyền hình. Bắt đầu. Khi mình đeo trên tay một món đồ nữ trang là một chiếc nhẫn kim cương rất là đẹp thì bạn phải cảm giác được rằng là mình là một cái người phụ nữ rất là mềm mại, uyển chuyển. Các ngón tay của bạn tôi cảm giác như là bạn đang kẹp vào chiếc nhẫn để không cho nó rơi thì cảm giác nó hơi bị cứng. Tôi thấy rằng Hương chưa điều tiết tốt và duy trì tốt cái cảm xúc của mình. Đoạn quảng cáo phải truyền được cảm xúc từ đầu cho tới cuối. Điều đó nó khó hơn cái buổi chụp ảnh. Cảm ơn bạn. Mấy bạn, cảm xúc của bạn Phạm Thị Hương thế nào? Thực sự bây giờ thì em không còn hồi hộp như những lần trước nữa. Tại vì em đã đứng ở vị trí này 2 lần rồi. Khi bạn mới bước vào cuộc thi, chúng tôi đều nói với nhau rằng à, cô bé này có một cái tố chất để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Nhưng hết tuần này qua tuần khác, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cái người mẫu triển vọng đấy đâu cả. Vậy ai trong số 2 bạn sẽ tiếp tục bước vào vòng trong của cuộc thi này? Trên tay tôi chỉ còn một tấm hình. Xin chúc mừng bạn Đỗ Thị Thanh Hoa. Chúc mừng bạn, bạn vẫn tiếp tục được lọt vào vòng trong cuộc thi người mẫu Việt Nam, Vietnam's Next Top Model. Cảm ơn Hương. Cảm ơn Hương. Cố gắng hơn nữa, đừng từ bỏ giấc mơ của mình nhé. Em cũng thấy rằng là mình chưa thể hiện hết được cái khả năng của mình. Và đó là cái mà em phải cảm thấy tiếc cho chính bản thân mình. Tại vì em biết rằng thực chất nếu mà em cố gắng hết sức, em sẽ không thua các chị trong kia. Nhưng em không hiểu rằng là tại sao càng đi sâu vào em lại càng trở thành một con người khác bản thân em.